Còn lâu nữa mới đến ngày nhận lương. Đi đâu để tìm được app cho vay tiền với hạn mức cao bây giờ? Làm gì có chuyện tốt thế? Làm gì có app nào cho vay hạn mức cao như thế? Bạn có thể tải app Vay 88 với hạn mức vay lên đến 20 triệu đồng. Hạn mức cao như thế thì chắc chắn quy trình đăng ký phải phức tạp lắm. Bạn chỉ cần chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân và số điện thoại là có thể vay rồi. Quy trình đơn giản, khẳng định là không thể trả góp mà chắc chắn lãi suất sẽ cao. Vay 88 hoàn trả rất linh hoạt, thời gian thanh toán dài nhất lên tới 365 ngày, lãi suất chỉ 0,05% mỗi ngày. Làm gì có sản phẩm nào tốt như thế? Có khi nào là tín dụng đen ở trên mạng không? Yên tâm đi, Vay 88 giải ngân nhanh chóng, thông tin người dùng bảo mật cực kỳ an toàn. Kích vào link và tải ngay. Vay 88, giải pháp tài chính an toàn, tiện lợi.